đây Trang cũng đã từng đi giao lưu văn hóa và cũng được gặp gỡ các bạn đến từ Đông Timor và cũng đã tham gia điệu múa của các bạn ý. Nên là hôm nay cũng là một cơ hội để mình thể hiện lại cũng khá là vui. Colega Sira Hadu, Timor Leste. Cái chị hỏi là cái câu em nói hồi nãy là ý nghĩa như thế nào? Là ý nghĩa là hello everyone ạ. Cái điệu múa tay á, chị cảm thấy giống như là đẩy người ta đi, đúng không? Em hơi đổi ra. Cái điệu múa đấy hoặc là có trống, hoặc là có khăn, còn nếu mà không thì sẽ có cái đuốc. Điệu múa thì nó sẽ hơi hơi giống với Thái, Lan hoặc là Lào, nhưng mà sẽ không điệu mà là sẽ là hẩy tay rõ từng nhịp như này ạ. Là mình chỉ hoạt động với cổ tay thôi đúng không? Đúng rồi. Chị nghĩ là em không mang giày cao gót thì cái điệu nhảy cũng sẽ đẹp hơn. Vâng ạ, thế để em bỏ giày thôi. Ok, bây giờ em bỏ giày cao gót và vâng em làm lại nha. Dạ. Bỏ giày ra dễ hơn. Colega Sira Hadu, Timor Leste. Wow á, là tuyệt vời luôn. Các bạn nói rất là tự hào, các bạn có thể sử dụng hết các âm vật của mình. Cái này Thủy phải học các bạn thôi. Chị thấy là em tháo đôi giày ra em nhảy tự tin hơn hẳn và ăn rơ hơn rất là nó nhiều. Nó hợp với bài nộp điệu nhảy luôn ạ. Đúng rồi, chúc mừng em. Em cảm ơn các chị. Được phát sóng vào lúc 20:15 thứ bảy ngày 28 tháng 5 2022 trên kênh VTV9, độc quyền trên kênh YouTube Union Network, ứng dụng Vion và các kênh truyền hình địa phương.